Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2021. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Lan truyền video một phụ nữ da trắng đã la mắng một người thu ngân tại một tiệm ăn Việt Nam. Một video lan truyền TikTok cho thấy một phụ nữ da trắng trung niên đã hét vào mặt nhân viên thu ngân trong một nhà hàng Việt Nam vì tiệm này đã không có miso soup. Đoạn video được quay tại phở Sài Gòn ở Bắc Austin, Texas đã thu về hơn 76.000 lượt xem và 5.460 lượt thích kể từ khi đăng 3 ngày trước. Mặc một chiếc áo phông Not Today Satan, người phụ nữ da trắng hét vào mặt cả nhân viên nhà hàng và TikToker cô Whitney. Người quay video là cô Whitney vừa hỏi vừa quay phim: tại sao bà thô lỗ như bây giờ vậy? Người phụ nữ da trắng đáp, tay lắc lư cầm ly nước: tôi đặt mua để mang đi, vậy mà họ không làm để mang đi. Làm sao họ không hiểu là mang đi chứ? Bà làm văng nước khắp người bà kia, một giọng nói khác trong video đáp lại: Có muốn tao làm đổ nước lên mày hay không? Người phụ nữ da trắng nói, nhấm nháp đồ uống của mình. Người phụ nữ da trắng tiếp tục mắng mỏ các nhân viên châu Á đang gấp rút làm lại cho đúng đơn đặt mua của bà. Rồi bà lại gây gỗ với người quay phim cho TikTok. Người quay phim có vẻ như bênh vực các nhân viên kia. Whitney làm rõ tình huống trong phần bình luận. Bà kia vào hỏi miso soup trong tiệm ăn Việt Nam. Người tiếp viên xin bà lặp lại thì bà da trắng nổi giận la mắng: miso soup là thực đơn của Nhật Bản, trong khi tiệm ăn Việt có thể không có, hay là họ ngạc nhiên vì đặt hàng như thế. Tôi không bắt đầu quay phim cho tới khi bà bắt đầu hăm dọa các nhân viên trong tiệm. Bà la hét bảo các nhân viên tiệm phải nói tiếng Anh. Hầu hết 1.066 bình luận đều bày tỏ sự tức giận trước cách đối xử của người phụ nữ da trắng đối với nhân viên nhà hàng và ủng hộ Whitney. Cảm ơn bạn đã đứng về lẽ phải. Đó là nhà hàng yêu thích của tôi. Các nhân viên luôn có mặt và chủ sở hữu cực kỳ dễ thương. Ước gì tôi sẽ ở đó để bảo vệ cô ấy. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì tiểu bang Virginia hôm thứ Tư tuần này, Sở Cảnh sát Henrico cho biết hai thiếu nữ đã bị tấn công tình dục tại trường trung học Douglas S. Freeman 2 vào hôm thứ Năm 30 tháng 9. Một nghi can đã bị bắt trong vụ tấn công hai thiếu nữ nói trên, cộng thêm một vụ khác xảy ra trong khu vực Sotpum, cảnh sát cho biết. Trong vụ tấn công tại trường trung học, sự việc xảy ra trước 9 giờ sáng tại khu phố số 8700 đường Tree Top Road và được báo cho một cảnh sát viên làm việc cho trường học. Sau đó thì khu học tránh cùng sở cảnh sát đã mở một cuộc điều tra. Vào ngày 1 tháng 10 thì hiệu trưởng trường Douglas S. Freeman High School đã gửi thư email báo động cho các phụ huynh biết về vụ tấn công trong khuôn viên của trường học. Ông hiệu trưởng là John Marshall viết trong thư: trước khi giờ học bắt đầu, hai nữ sinh đã đi bộ từ bãi đậu xe đến lớp trong khuôn viên của trường học của chúng ta. Hai em đã là nạn nhân trong hai vụ tấn công khác nhau. Họ bị xúc phạm tình dục bất chính, ngoài ý muốn. Chúng tôi tin rằng họ là nạn nhân của cùng một kẻ tấn công. Sau đó thì an ninh được tăng cường tại trường học. Vào lúc bấy giờ, cảnh sát mô tả nghi can là một người nam cao khoảng 5'8", tóc màu đậm, mang mặt nạ. Nghi can đã mặc y phục toàn màu đen và được mô tả là đeo túi màu hồng trên lưng. Trong khi điều tra vụ tấn công hai nữ sinh thì cảnh sát nhận được thông tin cho thấy nghi can cũng có thể gây ra một vụ tấn công tình dục khác bên ngoài một tòa nhà ở số 11.000 ở đường West Broad Street gần đường Cox Road, cũng tại Henrico vào ngày hôm trước 29 tháng 9. Cảnh sát cho biết họ đã xác định nghi can là Đinh Thế Hiển và liền bắt anh ta. Cảnh sát không cho biết làm sao họ biết anh ta đã liên quan đến hai vụ tấn công tại hai địa điểm nói trên. Ngoài cáo trạng liên quan đến tình dục thì thanh niên mặc đồ đen mang túi xách hồng cũng bị cáo buộc xâm nhập tài sản bất hợp pháp. Họ đã bắt anh ta tại nhà riêng. Cảnh sát nói rằng bất cứ ai có thêm tin tức gì thì hãy gọi số 804-501-5000.
Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì tuần tra biên giới đã tìm thấy hai cô bé gái lang thang gần biên giới Arizona. Tuần tra biên giới Hoa Kỳ đang làm việc để đoàn tụ với gia đình của họ. Hai bé gái được tìm thấy vào hôm thứ Ba đang lang thang gần biên giới Arizona với Mexico. Hai đặc vụ đã tìm thấy hai chị em 4 tuổi và 6 tuổi một mình trong một khu vực đầm lầy dọc theo sông Colorado ở Yuma. Khu vực phía nam của đập Morelos là một điểm qua lại thường được sử dụng bởi những người chưa thành niên nhập cư không có người đi kèm. Bộ phận tuần tra biên giới Hoa Kỳ Yuma Sector cho biết trong một bài đăng trên trang Facebook của mình, một đặc vụ của Yuma Sector lo lắng về sự an toàn của họ đã nhanh chóng tiếp cận các bé gái và hộ tống họ đến địa hình an toàn hơn. Các bài đăng cho biết thêm rằng các bé gái có một ghi chú chứa thông tin liên lạc. Các cô gái đã được đưa về và sẽ cố gắng để đoàn tụ với gia đình, bài đăng cho biết. Yuma Sector của đội tuần tra biên giới không nêu chi tiết điều gì sẽ xảy ra với các cô gái tiếp theo. Tuy nhiên, dựa trên các trường hợp tương tự trong quá khứ, thì trước tiên họ sẽ bị hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ tạm giữ trước khi được chuyển đến các trại tạm trú do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ điều hành, nơi hai cô bé sẽ bị giam giữ cho đến khi được trả lại cho gia đình. Hơn 400.000 trẻ em di cư đã vượt qua biên giới Hoa Kỳ mà không có cha mẹ của họ kể từ năm 2003 và có nhiều lý do tại sao. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì số đơn thất nghiệp đã giảm xuống dưới 300.000 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tin từ Washington, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Một dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm vẫn đang cải thiện, ngay cả khi việc tuyển dụng đã chậm lại trong 2 tháng qua. Bộ Lao động cho biết vào hôm thứ Năm, số đơn xin thất nghiệp đã giảm xuống 293.000 trong tuần trước, lần giảm thứ hai liên tiếp. Đó là số lượng người nộp đơn xin trợ cấp ít nhất kể từ tuần ngày 14 tháng 3 năm 2020, khi đại dịch bùng phát mạnh mẽ vào năm ngoái. Sự sụt giảm đơn xin thất nghiệp diễn ra trong bối cảnh thị trường việc làm không bình thường, việc tuyển dụng đã chậm lại trong 2 tháng qua. Ngay cả khi các công ty và nhà tuyển dụng khác đã đăng một số lượng việc làm gần như kỷ lục, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân viên khi khoảng 3 triệu người bị mất việc làm và ngừng tìm việc kể từ khi đại dịch. Các nhà kinh tế hy vọng sẽ có nhiều người tìm được việc làm hơn vào tháng 9. Khi các trường học mở cửa trở lại, bỏ qua các ràng buộc về chăm sóc trẻ em và viện trợ thất nghiệp tăng cường chấm dứt trên toàn quốc, người Mỹ bỏ việc với số lượng kỷ lục, với khoảng 3% người lao động làm như vậy trong tháng 8. Người lao động đặc biệt có khả năng rời bỏ công việc của họ tại các nhà hàng, quán bar và khách sạn có thể bị thúc đẩy bởi lo sợ về biến thể COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng vào tháng 8. Những người lao động khác có khả năng bỏ việc để tận dụng mức lương cao hơn do các doanh nghiệp có vị trí mở. Mức lương trung bình theo giờ đã tăng 4,6% trong tháng 9 so với một năm trước đó, và mức lương của nhân viên nhà hàng trong năm qua đã đạt mức cao nhất là 10%. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp cũng giảm mạnh, chủ yếu là do hai chương trình viện trợ thất nghiệp khẩn cấp đã kết thúc. Trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 9, dữ liệu mới nhất có sẵn, 3,6 triệu người đã nhận được một số loại trợ giúp thất nghiệp, giảm mạnh so với 4,2 triệu trong tuần trước. Một năm trước, gần 25 triệu người đang nhận trợ cấp. Các chương trình khẩn cấp lần đầu tiên cung cấp khoản trợ cấp thất nghiệp cho những người lao động tự do và lao động hợp đồng và những người đã mất việc làm hơn 6 tháng. Hơn 7 triệu người Mỹ đã mất hỗ trợ tài chính hàng tuần khi hai chương trình đó hết hạn vào ngày 6 tháng 9. Thêm $300 trợ cấp thất nghiệp của liên bang cũng hết hạn trong tuần đó. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì Mỹ đã nâng việc hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam lên 9.5 triệu liều. Chỉ trong nửa đầu tháng 10, Việt Nam đã nhận thêm gần 3.5 triệu liều vaccine Pfizer do Mỹ trao tặng thông qua cơ chế COVAX. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, các lô vaccine này được COVAX vận chuyển trực tiếp từ nhà máy Pfizer ở Kalamazoo, tiểu bang Michigan, gồm hơn 1.2 triệu liều tới Sài Gòn và gần 790.000 liều tới Hà Nội trong các ngày từ 7 đến 13 tháng 10. Với số vaccine COVID-19 này, Mỹ đã nâng tổng số vaccine
trao tặng cho Việt Nam lên 9.5 triệu liều, trong đó có 5 triệu liều vaccine Moderna và 4.5 triệu liều vaccine Pfizer. Theo báo Người Lao Động, trước đó Mỹ đã tăng 4 đợt vaccine cho Việt Nam với tổng cộng là 7.5 triệu liều và dự định tiếp tục lên kế hoạch chuyển thêm vaccine cho Việt Nam. Cùng với việc tặng vaccine hôm 12 tháng 10 tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, viết tắt là NIHE của Mỹ, đã bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam 77 tủ lạnh âm sâu nhằm hỗ trợ Việt Nam lưu trữ vaccine COVID-19. Loại tủ âm sâu này có thể đạt độ lạnh từ âm 40 độ C đến 90 độ C, thích hợp với các loại vaccine cần được bảo quản trong môi trường nhiệt độ cực thấp, như hàng triệu liều vaccine mà Mỹ đã trao tặng cho Việt Nam. Đây là những chiếc đầu tiên trong tổng số 111 tủ lạnh âm sâu dùng trong y tế do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho Chính phủ Cộng sản Việt Nam với tổng giá trị khoảng 1 triệu đô la. Ngoài ra, Viện Pasteur ở Sài Gòn cũng đề nghị hỗ trợ thêm 34 tủ. Bên cạnh đó, thì Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26.7 triệu đô la nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19. Mỹ cam kết hợp tác cùng những người bạn tại Việt Nam nhằm chấm dứt đại dịch, thông cáo của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn nêu trên. Theo tin Tòa Bạch Ốc công bố hồi tháng 8, thì Việt Nam là một trong 10 quốc gia nhận nhiều vaccine nhất từ Mỹ. Quan hệ Mỹ-Việt đang trên đà phát triển tích cực những năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, an ninh hàng hải và hợp tác ứng phó với COVID-19. Tin cho biết Việt Nam cũng sẽ nhận thêm 890.000 liều vaccine trong tuần này từ Ba Lan. Trước đó thì Ba Lan đã viện trợ 501.600 liều AstraZeneca và một số trang thiết bị thiết yếu cho Sài Gòn. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì 5 người đã chết trong vụ tấn công bằng cung tên ở Na Uy. Có tới 5 người đã bị bắn chết bằng cung tên và 2 người khác bị thương trong vụ tấn công dã man ở thị trấn Kongsberg, Na Uy vào chiều tối hôm thứ Tư. Cảnh sát địa phương đã bắt sống nghi can trong lúc ông ta đi lang thang trong phố, cầm cung tên trong tay để tìm người bắn tiếp. Nghi can đã bị bắt theo các thông tin hiện tại mà chúng tôi có được từ người đàn ông này hành động một mình. Cảnh sát trưởng Oivin Aas nói vào đêm thứ Tư, một số người đã bị thương và vài người khác đã thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra tại một khu vực rộng lớn ở Kongsberg, một thị trấn với khoảng 28.000 dân tại vùng đông nam của Na Uy. Nghi can đã bị bắt giam tại thành phố lân cận Drammen. Cảnh sát nói rằng vụ bắn bằng cung tên bắt đầu khoảng 6 giờ 20 phút chiều và khoảng 20 phút sau thì nghi can bị bắn ở trung tâm thành phố Kongsberg. Những hình ảnh từ khu phố nơi xảy ra án mạng cho thấy một số cung tên còn dính trên tường nhà. Xin chào quý vị, theo những thông tin mới nhất thì cái người đàn ông mà ra tay giết chết 5 người vô tội ở Na Uy là một người đàn ông có quốc tịch Đan Mạch, năm nay 37 tuổi. Tên của hắn là Espen Andersen Bratton. Hiện giờ thì hắn đang bị buộc tội giết 4 người phụ nữ và một người đàn ông, đã thương 3 người, bao gồm một cảnh sát viên. Và sau đây là những thông tin mà cảnh sát mới vừa công bố. Thứ nhất là tên này đã nhận tội rồi. Tuy rằng hung thủ là người Đan Mạch, nhưng hắn đã ở thành phố Kongsberg từ nhỏ cho đến lớn. Cảnh sát cho biết thêm là nghi phạm này đã bị kết tội rất nhiều lần trong quá khứ và hắn ta vừa mới gia nhập đạo Hồi giáo. Gần đây nhất thì quan tòa mới ban hành một lệnh cấm 6 tháng với 2 thành viên trong gia đình của hắn, đó là mẹ và cha của hắn. Lệnh này được ban hành sau khi hắn đã dọa giết cha ruột của mình. Vào năm 2012 thì tên này đã từng đi trộm cắp, hút cần sa và đã bị bắt. Sau khi tham gia vào đạo Hồi giáo thì tên này đã đăng một cái video vào năm 2017 nói rằng hắn là sứ giả của Allah và thời gian hành động của hắn đã đến. Và video này cũng là một video cảnh báo cho những việc sắp diễn ra. Theo những thông tin mới nhất thì 5 nạn nhân có độ tuổi từ 50 cho đến 70 tuổi. Hiện giờ thì cảnh sát chưa tuyên bố lý do tại sao hắn đã giết chết 5 người này. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì cháy lớn ở Đài Loan, 46 người chết, ít nhất là 41 người bị thương. Hỏa hoạn kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại một tòa nhà ở thành phố Cao Hùng, nằm về phía nam của Đài Loan, khiến 46 người chết và ít nhất 41 người khác bị thương, theo giới hữu trách vào hôm thứ Năm 14 tháng 10. Bản tin của hãng thông tấn AP nói rằng lửa và khói bốc lên cuồn cuộn tại các tầng phía dưới của tòa nhà 13 tầng, trong lúc lính cứu hỏa xịt vòi rồng từ các xe đậu trên đường cũng như từ trên không. Một thông cáo của Sở Cứu hỏa Cao Hùng nói rằng
Ngọn lửa này rất mạnh, bùng ra vào lúc khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương và một số tầng lầu đã bị thiêu rụi. Số thương vong tiếp tục tăng lên trong ngày khi các nhân viên cấp cứu lục soát tòa nhà, nơi được dùng làm nơi buôn bán cũng như để ở. Đến trưa ngày thứ năm thì giới hữu trách nói họ tìm thấy 32 tử thi và gửi đến nhà xác thành phố. Trong khi đó có thêm 14 người nữa thấy không còn thở nhưng được chuyển tới bệnh viện, trong tổng số 55 người. Tại Đài Loan, việc xác nhận qua đời được tiến hành tại bệnh viện. Khi trời sáng rõ, người ta thấy lính cứu hỏa xịt nước vào các tầng giữa của tòa nhà vẫn còn bốc khói nghi ngút. Một phụ nữ nói với đài truyền hình Đài Loan rằng cha mẹ của bà từ 60 đến 70 tuổi hiện vẫn còn ở bên trong. Theo bản tin của thông tấn xã Đài Loan CNA thì tòa nhà cũ kỹ cùng với việc có quá nhiều món đồ để ngổn ngang chặn lối ra vào đã khiến cho việc tìm kiếm và cấp cứu các nạn nhân gặp nhiều cản trở. Sở cứu hỏa Cao Hùng nói có khoảng 70 xe chữa lửa đã được điều động đến nơi này. Nhiều người dân sống trong tòa nhà đã được xây từ 40 năm trước này là những người lớn tuổi và ở một mình trong các căn phòng nhỏ bé, chỉ vào khoảng 13 mét vuông. Theo giới truyền thông địa phương cho hay, tòa nhà này có 120 căn chung cư ở các tầng phía trên và 4 tầng lầu ở phía dưới cùng có rạp chiếu bóng, các tiệm ăn và phòng karaoke, dù rằng phần lớn đã đều đóng cửa, theo bản tin của CNA. Tờ báo địa phương United Daily News nói rằng các bình chữa lửa được gắn nơi này hồi tháng qua, nhưng mỗi tầng lầu chỉ có 3 bình vì dân sống ở đây không có tiền để gắn thêm. Giới truyền thông Đài Loan nói ngọn lửa có vẻ bùng ra từ tầng dưới cùng. Theo tờ United Daily News thì nhân viên điều tra đang chú trọng vào tiệm trà ở tầng trệt, nơi người chủ có cãi cọ với bạn gái vào hôm thứ Tư, nhưng cũng không loại bỏ giả thuyết đây là vụ cố ý đốt nhà. Năm 1995 từng xảy ra vụ cháy hộp đêm ở Đài Trung, thành phố lớn thứ 3 ở Đài Loan, làm thiệt mạng 64 người. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì bão Kompasu tràn qua Hồng Kông làm cho một người chết. Bão Kompasu đã khiến một người chết và ít nhất 20 người bị thương khi quét qua Hồng Kông, đồng thời khiến nhiều trường học và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa. Một người đàn ông 31 tuổi đã thiệt mạng sau khi xe máy mất kiểm soát do gió bão và tông vào cột đèn ở khu Sách Ô, phía nam Hồng Kông vào tối hôm thứ Ba. Người này được đưa đến viện cấp cứu nhưng đã qua đời. Ít nhất là 20 người khác cũng bị thương ở Hồng Kông do bão Kompasu. Bão Kompasu khiến Hồng Kông phải duy trì báo động cấp 8 là mức báo động khi tốc độ gió đạt 63 đến 117 cây số một giờ trong 23 tiếng từ thứ Ba đến thứ Tư, cũng là thời gian lâu nhất trong hơn 40 năm qua kể từ cơn bão Agnes đổ bộ vào tháng 7 năm 1978. Năm 1978, cơ quan khí tượng Hồng Kông đã hạ mức báo độ xuống mức 3 vào lúc 4 giờ 40 phút chiều thứ Tư, nhưng khuyến cáo rằng mưa lớn và gió mạnh vẫn còn tiếp diễn. Cơ quan này khuyên người dân ở các vùng trũng thấp phải đề phòng lũ lụt. Nhiều trường học, cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa, trong khi phiên giao dịch của thị trường chứng khoán cũng ngừng hoạt động. Hội đồng lập pháp thành phố phải hoãn cuộc họp hàng tuần đến ngày 20 tháng 10. Kompasu là cơn bão nhiệt đới thứ hai tấn công vào Hồng Kông trong vòng chưa đầy một tuần. Trước đó thì bão Leon Rock đổ bộ vào ngày 8 tháng 10 đã gây mưa lớn cho thành phố, khiến một nữ công nhân thiệt mạng vì sập giàn giáo. Leon Rock cũng khiến thành phố lần đầu tiên trong năm phải ban hành mức báo động cấp 8 trong 22 tiếng. Trước khi đổ bộ vào Hồng Kông thì bão Kompasu đã quét qua Philippines, khiến ít nhất 11 người chết, 7 người mất tích và hơn 6.500 người phải di tản. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì hãng Boeing tiếp tục phát hiện ra lỗi ở máy bay 787 Dreamliner. Hãng máy bay Boeing của Mỹ tiếp tục vướng vào rắc rối vì phát hiện ra lỗi kỹ thuật trên một số bộ phận bằng titan của các máy bay 787 Dreamliner sản xuất trong vòng 3 năm qua. Theo nguồn tin của báo Wall Street Journal, một số bộ phận bằng titan của các máy bay 787 Dreamliner sản xuất trong 3 năm trở lại đây bị phát hiện yếu hơn so với tiêu chuẩn. Phát hiện trên là vấn đề mới nhất của dòng máy bay Dreamliner. Boeing đã buộc phải đắp chiếu số máy bay 787 Dreamliner trị giá hơn 25 tỷ đô la cũng vì các vấn đề kỹ thuật. Boeing 787 Dreamliner là loại máy bay hai động cơ phản lực, thân rộng, đã đi vào hoạt động thương mại từ tháng 10 năm 2011. Wall Street Journal nhận định
trục trặc ở các bộ phận Titan là bằng chứng mới nhất cho thấy Boeing đang chật vật để củng cố lại chuỗi sản xuất của mình. Giám đốc điều hành là David Calhoun của hãng đã dành gần 2 năm để khôi phục danh tiếng của Boeing. Cục Hàng không Liên bang Mỹ, viết tắt là FAA, cũng đang điều tra quy trình quản lý chất lượng của Boeing. Người phát ngôn của Boeing cho biết hãng đã phát giác lỗi mới trong quá trình kiểm tra theo yêu cầu của FAA. Nguồn tin của Wall Street Journal cho biết Boeing và các cơ quan quản lý đã xác định rằng vấn đề trên không gây ra mối đe dọa an toàn khẩn cấp cho các máy bay hiện đang bay. Boeing được cho là sẽ tiếp tục bàn giao 787 Dreamliner sớm nhất vào tháng 11 năm nay, muộn hơn so với dự kiến trước đó. Hãng máy bay của Mỹ thừa nhận họ vẫn chưa giải quyết được hết các vấn đề trong quá trình sản xuất. Dù vậy, người phát ngôn của Boeing cho biết hãng đang có nhiều bước tiến trong việc cải thiện khâu này, cũng như hãng sẽ nâng cao các tiêu chuẩn của mình. Boeing đã phải đối mặt với một loạt rắc rối trong khâu sản xuất suốt vài năm qua. Hậu quả nghiêm trọng nhất là hai vụ tai nạn máy bay vào cuối năm 2018 và 2019 liên quan đến dòng máy bay 737 MAX của hãng. Các cơ quan quản lý an toàn hàng không của Mỹ đã phải siết giám sát đối với Boeing sau hai sự việc đó. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì chính phủ Đài Loan đã khuyến cáo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu lực lượng Trung Cộng tiếp tục áp sát hòn đảo. Giữa lúc căng thẳng hai bên gia tăng, thì Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan là Chiu Kuo Cheng vào hôm thứ Tư khuyến cáo quân đội của họ sẽ tuân thủ nguyên tắc rằng nếu lực lượng Trung Cộng càng đến gần hòn đảo thì các biện pháp chống trả càng mạnh. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng bày tỏ lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Cộng với các hãng hàng không mẫu hạm mới, tàu ngầm hạt nhân và tàu tấn công đổ bộ. Cơ quan này cũng lo ngại nguy cơ Trung Cộng phong tỏa eo biển Đài Loan dẫn tới nhiều thách thức nghiêm trọng cho việc bảo vệ hòn đảo. Tuyên bố của Đài Loan được đưa ra sau khi quân đội Trung Cộng điều động gần 150 máy bay áp sát Đài Loan từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 và tổ chức tập trận đổ bộ ở phía nam của tỉnh Phúc Kiến gần eo biển Đài Loan vào ngày 11 tháng 10 trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên đang ở mức xấu nhất trong hơn 40 năm qua. Đáp lại thì ông Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Cộng, cáo buộc Đài Bắc khiến tình hình căng thẳng, đồng thời bác bỏ những chỉ trích của đảo quốc. Việc mà viên chức Đài Loan thổi phồng điều gọi là mối đe dọa quân sự của đại lục là sự đảo lộn đúng sai và không có thật, ông Mã nói, đồng thời cảnh báo hòn đảo sẽ gặp nguy hiểm hơn nếu cố chấp. Trung Cộng luôn coi Đài Loan là một tỉnh phản loạn và tuyên bố sẽ thu hồi bằng vũ lực nếu cần. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mong quý vị nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn. Và đừng quên nhấn nút subscribe nếu quý vị chưa subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất khi chúng tôi ra những video mới nhất. Cảm ơn quý vị.